Toàn tỉnh có 18.679 hộ dân được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích rừng gần 38.000 hectare. Số tiền các hộ được nhận cho năm 2021 là 22,7 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí này được chi trả thông qua hệ thống bưu điện. Qua kiểm tra của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, số tiền đã được chi trả đảm bảo đúng tiến độ đối tượng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang thực hiện tạm ứng đợt 1 năm 2022 hơn 25 tỷ đồng cho các chủ rừng là tổ chức theo đúng quy định. Việc tổ chức chi trả kịp thời đã giúp các chủ rừng có thêm nguồn lực tài chính, hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo vệ rừng hàng năm tại các địa phương.